Hiện tại thì thành phố Hồ Chí Minh đã xác minh được 22 người từng có mặt trên chuyến bay VN0054 với ca nhiễm thứ 17, trong đó 20 người đã có xét nghiệm âm tính. Về chuyến bay từ Hà Nội đến Huế với ca nhiễm thứ 30, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xác minh được một phi công và đang tiến hành các biện pháp theo quy định. Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tính đến ngày 9 tháng 3 năm 2020 đã có tổng số người được xác định mắc COVID-19 là 3 trường hợp. Đến nay, cả 3 trường hợp đều đã khỏi bệnh và xuất viện. Tổng số người nghi ngờ mắc bệnh là 86 trường hợp, 85 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, 1 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm. Về tình hình giám sát người về từ vùng dịch, hiện có 402 người đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố. Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 3.611 trường hợp. Hiện đã có 3.028 trường hợp hết thời gian theo dõi, còn 583 trường hợp đang tiếp tục được theo dõi. Sở Y tế TP.HCM phối hợp với các sở, ban ngành, tổ chức đoàn thể thực hiện hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các lĩnh vực phù hợp với tình hình trong giai đoạn hiện nay.